Chào bạn, cái video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ test cho các bạn cái âm ly BNP DAX55. Mình sẽ ghép với đôi loa Bo 701 series 2. Thì cặp loa Bo 701 series 2 này công suất rất là khủng, 560W. Thì nó có thể nghe nhạc và karaoke rất là tuyệt vời. Thì tuy nhiên hôm nay thì mình không có karaoke, mình chỉ test nhạc thôi để bạn nghe, để biết được cái bộ đôi này chúng ta có thể dùng để nghe nhạc vàng rất là hay. Thỉnh thoảng chúng ta nghe ngao thường xuyên vẫn được, không cần thỉnh thoảng, tại vì nó là chuyên nghiệp và mà chuyên karaoke, không sợ cháy cũng không sợ hư loa. Cái âm ly nhà Nhật Bản BMB thì rất là nổi tiếng rồi, công suất con này thì 220W. Nó có cái mặt đồng hồ để hiển thị cái đèn tia chớp rất là đẹp, rất là sang trọng, nhìn rất là lớn. Chúng ta thấy hậu nó rất là sâu, thì khá vuông vức. Đây, cái mặt của nó thì chúng ta thấy có hai cái nấm chỉnh lớn để chỉnh nhạc và chỉnh micro. Phía dưới có một cái nắp cốp để mở ra chỉnh thêm bass mid treble, nhạc bass mid treble, micro, echo, delay rất là nhiều. Nhìn chung là tiếng Nhật hết, nhưng mà các bạn có thể dùng 3 4 lần là quen thôi, không có quá khó. Với lại chúng ta chỉnh một lần rồi chúng ta đậy lại thôi, vậy được rồi. Chủ yếu là hai cái nấm này thôi. Còn 701 series 2 thì đây là một cặp loa nhìn bên ngoài chúng ta cứ nghĩ là hai loa thôi, nhưng mà phía sau lưng ẩn chứa phía sau lưng là hai loa nữa. Phía sau lưng có một cái loa bát bát điện, chúng ta cắm điện vào thì cái cặp loa này giống như chúng ta đang chơi một cặp loa với một cái sấp điện vậy, tích hợp cái sấp luôn trong vào đồng cái loa. Rồi loa thì là 300W, sấp thì 260W, cộng lại cái cặp loa này là khi cắm điện vào là công suất nó lên 560W nha các bạn, rất là tuyệt vời. Ok, mình quay cho các bạn xem phía sau một chút trước khi kết thúc, trước khi test nhạc. Đây, một cái loa bass ở phía trên, bass dưới này là bass sub này. Đi cái loa bên phải thì nó sẽ có cái dây kết nối qua loa bên trái thôi, chứ nó không có gắn gì nữa. Rồi còn cái loa bên trái thì nó sẽ có đầy đủ gắn điện này, gắn dây loa từ âm ly vào này, nút chỉnh bass này, chỉnh âm lượng của bass này. Thì cái sấp điện nó có sao thì cái này nó cũng có vậy. Chỗ này gắn dây nguồn này. À, ok, bây giờ mình sẽ test nhé. Đôi loa này thì 16 triệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm ơn con xin đi xin thắp làm cho mưa bay răng răng mây tiếng rền thành bùn sâu rừng tiếng lá đổ âm u rừng tiếng vang tiếng gọi ôi nuối tiếng em về muôn mẹ phiền lắm chuyên nghe nhạc và karaoke là từ Nhật Bản, cả cặp loa của bạn vừa nghe nhạc vừa karaoke đến từ Mỹ. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm nhé.